lão thuê cả ba cái hình vòng thăm nó mà bộ những chỗ là tu sân nằm chung sân mở chàng cụ bàn sẽ là các bạch nào hiện tại cỡ cửa cũng đã mở hết cái nhà thì cũng thơm mời tất cả các bạn mình vào bên trong một vòng để xem coi hoa văn linh vật Moharum Al coi nó có rõ nét chưa ha, về cũng thơm mời ha. Hiện tại đây phần thân này thì cái nhà mình xem thì cũng chưa có hoa văn nữa ha. Bây giờ ôn bông tết sanh nó khăng tua luôn mình toàn khơi nha các bác đấy. Chừng hơi bông thông non bông ôn dường chôn tết sanh mà chung sân. Đây bà men là cu sạc các bác trên bông thông và lần tích rồi phải chỉ ôn bám mà trong lầu khơi cu các bác cơ đọc mà khiêng thằng quyền hàng sẽ đâm đây khơi sạc đó. Hiện tại thì cũng lên hết rồi ha, vẽ mẫu hết trơn rồi, hai bên phải trái thì đều có hết rồi đó. Chùa muốn Vâng, muốn thơm chào cả nhà. Hiện tại thì hoa văn rất là rõ nét cả nhà. Đó. Đây là linh vật Moharum Al cả nhà ha. Rất là có hồn luôn cả nhà. Hôm bữa thì chỉ mới tạo mẫu chưa có được sắc nét lắm. Bữa nay cũng thơm lại cập nhật thì cũng thấy rất là sắc nét cả nhà ha. Cả nhà mình ai là người mới nhớ đăng ký để ủng hộ Dũng Thơm TV ha. Dũng Thơm TV cố gắng cập nhật cho thật nhiều về Ghe Ngô chùa một Ghe Ngô cho cả nhà mình xem ha. Đó, cả nhà mình xem ha. Rất là đẹp luôn ha. Ba ta lầu đôi chuẩn bốn bốn tu sân án nào một tu sản phòng thông TV nó cực hơi nha. Bà cha mà hà rộng ở lâu mà ngày khinh mà sạch lạ ngay cái ai luôn cái ai hụt cái khinh sạch lạ ngay nghĩa đôi sẵn là đây là bỏ chàng cầm nụ danh đạt một thằng kiến gian lâu định vùng cu nơi bóng con dân vùng tê sẵn là khơi như chiếc vùng sắc là bỏ danh đạt. Cái nhà mình đang xem đây là đệ tử của danh đạt hết cái nhà cũng đang vẽ phần hoa văn phần cổ. Đây là còn gọi là hoa văn mà pích cái nhà cả lòng co bích rất là đẹp hết cả nhà. Thì cũng thơm mà cũng mong tất cả các bạn mình theo dõi và đăng ký ủng hộ để xem tiếp tục ha. Bên đây nó hơi chán nắng nè, cả nhà mình xem phần đầu nè, đó rất là đẹp ha. Ông ôn dương tê nó khăn cả ba đấy sạp đấy. Mình đang men nông lịch to ai chinh thêm tiết tên đoạn đăng nhưng mà bóng bóng thông khơi nhà lâu khơi nhà xa ta cái bài kia mà rộng ẩn quá đẹp cái nhà, màu sắc rất là tươi. Đây là tông màu 3D cái nhà, nhà mình xem ở phần hoa văn chỗ cổ này nó chiếu nó chia ra hai khớp rất là đẹp luôn. Thì chúng thơm cố gắng cập nhật cho thật rõ nét nhất cho cái nhà mình xem. Đó, nhà mình thấy không? Đó, nó chia ra thành hai như cái mà đó, thấy không? Nó có cái sóng chia ra làm hai rất đẹp ha. Chùa hoa văn 3D, đây là đại tử của danh đạo. Thì chỉ còn sắc ở bờ danh đạo, vùng cu lòng co phần cầu. Thì chỉ cần bạch chép, bích nó còn lòng co, khơi như là xinh đẹp. Bông thơm một khăm vô về con hồi lại là chú nông ôn dân tu sân à vọt môn đi sân cái thật nơi khung trường khăn B sở đọc trường khăn khách ở Long Phu khách sọc trăng. Cái bờ bọn ôn mẹn tê sân à chăm được kiên bóng thông TV nó chú chạy chú lại phong được cho khăn khẳng đi mình toàn là ban lần po đấy tập được cái bài chạy bạch mình bạch quá đẹp ha. Bên đây thì cũng mới đang tạo mẫu nè cả nhà, thì bữa nay cũng lại được gặp nghệ nhân danh đạt vẽ một chút để muốn thơm cập nhật để cho tất cả các bạn mình cùng theo dõi ha. Nên các bạn mọi chụp trên danh đạt mọi bóng thông của mình tỏ biết ổn tích chung một những tên sản hạ vật môn đi sẵn cài nằm đi các bạn mà các bạn chờ mà hà rộng ẩn lại tờ cài chân này một bình tích đôi chức hàng mục nó mình
dồn đôi chìa dồn lạc chơi với thế này cái nào toàn là cái bài này cũng như gặp mắt nó còn chưa có lên màu hết cả nhà. Quá đẹp luôn, quá tuyệt vời. Chùa Muni Sanke có tọa lạc tại ấp Trường Khánh B, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Năm nay thì cũng chuẩn bị sớm nữa cả nhà, để cho mọi thứ chỉnh chu. Muni Sanke có tham riệp cho mọi bạn chập là bây là cầm rộng ca với bạn nó mập chất. Đôi chợ đón xong tu cho bạn nó có bạn chu hơi oi. Cũng như con cầu hôm bữa cũng thơm cũng cập nhật đó cũng đã chúc à, cũng thơm cũng xin tạm dừng. Cũng thơm cũng xin chúc tất cả các chú anh chị mình các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bình an. Nhớ đừng quên để đăng ký theo dõi tiếp ha. À, quá đẹp ha. Cũng cập nhật xong hết rồi. Thôi cũng thơm xin chào tất cả các bạn ha.